Theo VN Express Online đưa tin, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ ngày 21 tháng 6 cho biết, hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và USS Nimitz đã bắt đầu triển khai hoạt động chung tại biển Philippines. Hai nhóm tàu sân bay có kế hoạch cùng diễn tập phòng không, giám sát, tiếp tế trên biển, huấn luyện tấn công tầm xa và các khoa mục khác nhằm phô diễn khả năng vận hành nhiều nhóm tàu sân bay cùng lúc trong phạm vi gần của Hải quân Mỹ. Cùng ngày, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cũng công bố loạt ảnh hoạt động của nhóm tác chiến USS Ronald Reagan tại biển Philippines, trong đó có bức ảnh chụp một tiêm kích FA-18E Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay này hôm 18 tháng 6. Hiện chưa rõ vị trí cụ thể của ba nhóm tàu sân bay Mỹ trên biển Philippines và liệu cả ba nhóm tàu này có cùng tiến vào Biển Đông hay không. Biển Philippines nằm ở phía đông Philippines, là cửa ngõ của Biển Đông thông qua eo Luzon, nằm giữa Philippines và đảo Đài Loan. Cũng theo VN Express Online đưa tin, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, Hải quân Mỹ điều 3 tàu sân bay tới hoạt động gần Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục gia tăng. Hải quân Mỹ nhiều lần cho hai nhóm tàu sân bay hoạt động cùng lúc ở Tây Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, Biển Hoa Đông và Biển Philippines.